và đây là chợ Tầm Vu các bạn. Chợ Tầm Vu ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An các bạn. Và đây là cầu Tầm Vu đang rớt cái tấm giấy ra bài phật phơ. Đây là cầu Tầm Vu. Vợ chồng mình là kênh YouTube Vợ Chồng Vũ Ký. Mình vợ chồng mình sẽ quay phần 2 từ chợ Tầm Vu ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, về đến chợ Tân An ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, dài khoảng 13 km ạ. Của phần đường đi từ chợ Gạo ở thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đến làng Hoa Sa Đéc ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tổng đường đi dài khoảng 135 km các bạn. Vợ chồng mình là kênh YouTube Vợ Chồng Vũ Ký. Ở đây là thị trấn Tầm Vu nha các bạn. Nhiều bạn nghe nói Tầm Vu, chiến thắng Tầm Vu mà không biết Tầm Vu ở đâu, thì nó là ở đây nha các bạn, ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đây là cầu Thầy Sơn trên đường DT827 ở thị trấn Tầm Vu các bạn. Cầu Thầy Sơn. Và bây giờ vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn, cô chú, anh chị theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Đường này ở thị trấn Tầm Vu, người ta đặt tên là Đỗ Tường Phong.
thấy trồng thanh long rất là nhiều các bạn, bạt ngàn thanh long. Ở đây là huyện Châu Thành, tỉnh Long An các bạn, trên đường DT827. Cầu Vĩnh Công, bên trái mình là chợ Vĩnh Công các bạn. Chợ Vĩnh Công trên đường DT827 ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
đến cái bảng hiệu cổng chào phía trước là hết huyện Châu Thành các bạn. Và sau lưng cổng chào là đến thành phố Tân An các bạn. Huyện Châu Thành, hẹn gặp lại quý khách. Huyện Châu Thành, hẹn gặp lại quý khách. Đây là thành phố Tân An rồi nha các bạn.
đường Nguyễn Đình Chiểu ở thành phố Tân An các bạn. Đây là phường 3, thành phố Tân An, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, ở giao lộ này mình đi thẳng luôn các bạn. Vợ chồng mình sẽ kết thúc video phần 2 ở thành phố Tân An, chợ thành phố Tân An các bạn. Sau đó mình sẽ quay phần 3 từ chợ ở thành phố Tân An về đến cầu Bà Hai Màng ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đây là phía sau lưng chợ Tân An các bạn, để mình kiếm đường mình chạy vô cổng chợ và mình sẽ kết thúc video ở đó. Được rẽ phải.
khu vực chợ Tân An các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây ạ.